Chào tất cả các bạn, hôm nay thì chương trình VN quay trở lại với các bạn với bài 31 về chủ đề ngành gỗ của giáo trình xuất khẩu lao động. Chúng ta cùng đọc phần từ vựng. Xiên quấy bản, tấm sơ ép, bản trái, tấm gỗ. Mi tụ bản, phụ hứa bản, tấm bảng kết hợp. Sung của, quả thông. Xiang su của, quả cây sồi. Chi yêu mu, pơ mu. Lấy mũ, lôi mộc. Yến mũ, khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ. Tử phí liễu sụ, họ nhà cây liễu. Rản mũ, gỗ xốp, gỗ nhẹ. Xoan trư mũ, gỗ chắc. Dâu mũ, gỗ tách. Giá mũ, bù chia sử, gỗ tạp, gỗ xấu không chắc. Mũ bản, gỗ tấm. Yến mũ, gỗ xúc, gỗ nguyên khối chưa xẻ hay pha ra. Giáng khoái, giống cây keo. Xuể sung lầy, cây tùng tuyết. Sung, cây tùng. Chân mũ, cây chăn. Bái hỏa, giống cây cáng lò, cây bu lô. Xuến lính sụ, cây tiêu huyền. Tử san, cây thủy tùng. Lúa dễ sung, cây thông dụng. Âu châu san lý, cây thanh lương trà. Mề của ú thúng, cây sung dâu. Xiang sụ, cây sồi. Phong sụ, cây phong. Tôm chiêu, cây nhựa ruồi. Su thỉa, cây mè. Hay chư lỉ, cây mận gai. Tiếp theo chúng ta đọc phần mẫu câu ví dụ. Khờ khụ tìm cầu ý thảo gia trị. Ý cơ dùng hoa lý mù chua đờ chua ý. Hoa mù đờ chóng. Khách đặt mua một bộ bàn ghế làm bằng gỗ hương, một cái giường làm bằng gỗ bạch dương. Nì nâng kế ủa chia sỏ công sư nì mai đờ mù mà. Anh có thể giới thiệu cho tôi về các loại gỗ mà công ty anh bán không? Chưa chủ mù quệ, ta sư chư đẹp hẳn hảo. Khan chỉ lại bị trí tha suối ở đồng mù trái cầm hạ. Loại gỗ này đắt nhưng chất lượng lại rất tốt. Vẻ ngoài lại đẹp hơn so với các loại gỗ khác. Chưa thảo gia trị sử dấu khoáng hoa lý mù chua đỏ. Sư chủ mù hẳn quệ, dầu chén rấn tuệ chẳng chiếu. Bộ bàn ghế này làm từ gỗ xưa là một loại gỗ rất đắt, được những người giàu có ưa chuộng. Cú miền gia sụ sư hẳn nán gia cung đồng mù trái. Tản chư lạng hẳn hỏ. Gỗ đỏ rất khó gia công nhưng chất lượng gỗ lại rất tốt. Giá bản sư y chủng hẳn tráng diện đồng mù. Trần tráng gia cớ. Phủ thông rấn đâu nấng mải. Gỗ ép là một loại gỗ rất phổ biến, giá cả bình dân, ai cũng có thể mua được. Số yếu đờ sụ y bệ trị trồng yến mù. Tất cả các cây đều đã bị đốn thành khúc gỗ. Tiếp theo đến hội thoại cơ bản, chúng ta sẽ cùng đọc. Nín hảo, nín xiáng mải sớm mơ mụ. Xin chào, bạn muốn mua gỗ gì? Ủa xiáng mải yêu mụ, tôi muốn mua gỗ tách. Yêu mụ xiên giải mấy yếu, gỗ tách hiện tại không có. Nà, tại chơi lý, yếu mấy yếu xoan chư mụ. Vậy ở đây có gỗ chắc không? Yếu. Có, ồ mà nhớ hẳn tùa, chúng tôi có rất nhiều. Chính nỉ khan khan, mời bạn xem. Nỉ xiáng mải tùa sở tuần, bạn muốn mua bao nhiêu tấn? Chưa trùng tùa sở chén nỉ tuần, loại này bao nhiêu tiền một tấn? Chưa trùng xa nỉ tuần, loại này 300 triệu một tấn. Thay quê lợ, đắt quá. Ar y ủ chen oan bảo 250 triệu nhé. Bù xíng, không được. Ar y chi chen wan của trái mại. 270 triệu tôi mới bán. Rang wo xen khan yi xia. Tôi xem trước một chút. Chuyến bù tua sáu tuần. Tất cả bao nhiêu tấn? Hào đợ, ní trông bảo. Được, bạn cân đi. Ní xiang yun dao nà cơ u liều cung sư. Bạn muốn chuyển đến công ty vận chuyển nào?
Nì sông tạo Bể Kinh ủi lưu công sự. Bạn chuyển đến công ty. Bạn chuyển đến công ty vận chuyển Bắc Kinh. Chưa cơ sư của tầm mình khiển. Đây là danh thiếp của tôi. Ý chiêu ân thí nì tôi lái cháu của. Mọi vấn đề bạn có thể đến tìm tôi. Xích xỉa, cảm ơn. Tiếp theo đến phần từ vựng bổ sung, chúng ta sẽ cùng đọc. Chuối liễu, cây liễu. Yến xinh sụ, cây lá quả. Chín hứa hoan sụ, cây keo. Hoàng giáng, cây hoàng dương. San chảo dê giáng, cây dương. Dê sụ, cây dừa. Úy mu sụ, cây đu. Thỉa san, cây độc cần. Toàn sụ, cây đoan. Chi dê sụ, cây rẻ ngựa. Khống san, cây củ tùng. Chia củ mụ, cây cơm cháy. Chảo dê sụ, cây trà là. Khâu miền bao sụ, cây bao bác. Bái giáng, cây bạch dương. An sụ, cây bạch đàn. Búa sụ, cây bách. Khoáng hoa lý mụ, gỗ xưa. Toàn mụ, gỗ sơn tiêu. Lúng diễn mụ, gỗ nhãn. U quấn mụ, gỗ mun. Búa lúa mi mụ, gỗ mít. Lỏng san, gỗ linh san. Cửa mụ, thỉa mụ đầy y trụng, gỗ lim. Thỉa san, gỗ lim. Hoa lý mụ, gỗ hương. Yến san, cây vân sam. Bái hưa sụ, gỗ vụ mật. Dấu nán, gỗ vụ lau. Chá bản, gỗ ép. Cú miễn cha sụ, gỗ đỏ. Chữ thán, gỗ dép đỏ. Thán xiang mụ, gỗ đàn hương. Treo hứa bản, gỗ rán. Yên mụ, gỗ cứng. Quang thiên sụ, gỗ cho chỉ tao. Hoàng sao mụ, gỗ cho chỉ. Phủ dự, gỗ cây xến. Ly dự mụ, gỗ cây hạt rẻ. Chữ thán mụ, gỗ cẩm lai. Chi chư mụ, gỗ cà chít. Chi chư mụ, gỗ cà chít. Trang mụ, gỗ băng phiến. Tà hoa tử quê, gỗ bằng lăng. Hoa mụ, gỗ bạch dương. An sụ, gỗ bạch đàn. San hứa tháo sụ, cây mại châu. Trang sụ, cây long não. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài 31 của giáo trình xuất khẩu lao động. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau. Zaijian.